Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Hãy đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung Quốc, số người không qua khỏi do thảm họa lũ lụt tại Trịnh Châu tăng lên 51. Hôm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin số người đã không qua khỏi vì lũ lụt thảm khốc ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã tăng lên 51. Quân nhân Trung Quốc sơ tán người dân khỏi bệnh viện, nơi có khoảng 3.000 người bị mắc kẹt do lũ lụt ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Con số trên chỉ bao gồm ở Trịnh Châu, trong khi khu vực khác của tỉnh Hà Nam cũng đang phải đối mặt với trận mưa lớn, khiến các con sông và hồ chứa bị vỡ bờ. Các báo cáo cho biết tổng thiệt hại ở Trịnh Châu lên tới 10 tỷ đô la Mỹ khi thành phố này đang tiếp tục tháo nước khỏi các khu vực bị ngập lụt, loại bỏ bùn đất khỏi xe cộ, nhà cửa. Trong số những người đã không qua khỏi trên thì có 12 người bị mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm ngập nước lũ của Trịnh Châu. Trận lụt thảm khốc này đã khiến 400.000 người phải di rời trong thành phố 12 triệu dân, vốn là một trung tâm chính của ngành công nghiệp và giao thông. Lũ lụt Trung Quốc, nhiều người đã không qua khỏi khi hàng trăm ô tô chìm dưới đường hầm. Một đường hầm đông xe cộ qua lại ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị ngập trong nước chỉ 5 phút trong trận mưa lũ lịch sử, khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt, nhiều người được cho là đã không qua khỏi trong sự cố này. Cơ quan chức năng công bố chính thức số liệu thương vong cuối cùng, nhưng trên mạng xã hội nhiều người đã đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà, thân nhân, số được cho là bị mắc kẹt trong hầm. Truyền thông địa phương đưa tin, đường hầm Trinh Quang ở Trịnh Châu đã ngập trong nước chỉ sau 5 phút trong trận mưa lớn tối vừa qua, khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt bên trong. Một công nhân làm việc tại một công ty cứu hộ khẩn cấp tại hiện trường cho biết, chiến dịch giải cứu mở thông đường hầm đã được triển khai trong 2 ngày qua, nhiều đoạn trong đường hầm vẫn bị ngập nặng sâu đến 2 mét. Nhiều phương tiện đã được kéo ra khỏi khu vực ngập nước, nhưng còn nhiều ô tô bị ngập ở đoạn sâu nhất trong đường hầm. Phải mất ít nhất 1 ngày mới bơm hết được lượng nước ngoài. Đường hầm Trinh Quang dài khoảng 2 km, trải qua khu trung tâm thành phố Trịnh Châu, đông dân cư. Đây là thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường và nạn kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trong mùa mưa. Trận mưa lũ nghìn năm có một vừa qua gây hậu quả nặng nề cho tỉnh Hà Nam. Hơn 7,5 triệu người đã bị ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên này, với hơn 585.000 người buộc phải sơ tán, rời bỏ nhà cửa. Theo thông báo chính thức của chính quyền, đã có 56 người thiệt mạng và 5 người còn mất tích ở Hà Nam trong trận lụt này. Nhiều vùng ở Trịnh Châu rơi vào tình cảnh cắt điện, nước sinh hoạt. Người dân khốn khổ trong thảm cảnh mưa lũ ở Trung Quốc, hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một và hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ giải cứu. Trang Quen ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Trang quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân làng Shaiwan thuộc quận Ehoy, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau trận lũ lịch sử quét qua tỉnh này. 56 người đã không qua khỏi và ngôi làng trên gần như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài vì biển nước. Giang đã bơi được ra bên ngoài ngôi làng, trên người đã mặc một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm và một người họ hàng mang đến tiếp tế và bắt đầu ăn chúng. Đây là bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày. Tôi muốn tìm được một cái thuyền kayak và trở về nhà để đón gia đình tôi, Giang nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Shaiwan đã ngập trong nước lũ cao quá đầu Giang. Đội cứu hộ vẫn chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài vì họ mới vừa tiếp cận được ngôi làng. Nhiều người vẫn còn cảm thấy đầy hoảng loạn do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế. Xe tải và thuyền kayak đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn tuổi ra trước và hàng nghìn người dân làng kiệt quệ vì trận lũ đã phải tiếp tục ngồi chờ. Cảnh tượng như ở làng Shaiwan đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác ở Hà Nam sau trận mưa lũ kinh hoàng tuần này. Ít nhất 7 hồ chứa nước bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi đổ xuống Shaiwan, nhấn chìm các ngôi làng ở hạ lưu. Tháo chạy trong đêm.
Trước khi trận lũ kinh hoàng xuất hiện, Dong Chang-wen chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ đẩy cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Na Wan Jing, quận Hui, cách Tân Hương 26 km được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, vào đêm vừa qua, người phụ trách 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà Đông, nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài, ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ. Nước ngập tới hông tôi phải đưa con tới nhà họ hàng có 2 tầng. Đó là cách duy nhất con được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi quãng đường 200 mét ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút, Đông kể lại. Trong gần 5 ngày vừa qua, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 907mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử, với lượng mưa trút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh 149,9mm. Với nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên, vì vậy nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ sự trợ giúp. Đồng ước tính khoảng 2.000 người đã bị kẹt trong làng Na Wan Jing. Ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lịch sử nghìn năm có một ở Hàn Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3 triệu người khi các thành phố làng mạc bị ngập nước, đường xá bị phá hủy và lở đất xảy ra. Trả lời phỏng vấn sau China Morning Post, Đồng đã đứng hàng giờ đồng hồ trên con đường gần làng cô, nơi đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Đồng chưa ăn uống bất kỳ một thứ gì trong nhiều giờ, tuy nhiên Đồng vẫn may mắn vì gia đình chị vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân Jingji cho biết ông bà của cô, những người sống tại quận Phanh Quan của Tân Hương đã bị mắc kẹt trong nhà và chưa có tin tức gì từ tối ngày hôm qua. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. Tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đang bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ chết người mà chính quyền địa phương mô tả là nghìn năm có một, gây thiệt hại diện rộng tại thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này. Hơn 7,5 triệu người dân đã chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, 56 nạn nhân đã không qua khỏi và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Các trận mưa đã dứt và cuộc sống của người dân Trịnh Châu dự kiến sẽ sớm trở lại bình thường. Giao thông bắt đầu được nối lại sau khi hơn 500 xe đầu kéo di chuyển các phương tiện bị ngập lụt ra khỏi những con đường gần như đã tạnh giáo ở thành phố Trịnh Châu. Bất chấp sự tàn phá của lũ lụt, nhiều siêu thị địa phương tại các cộng đồng dân cư vẫn có nguồn cung cấp trái cây, thịt, trứng và sữa cho người dân. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp tham vấn khẩn cấp để nghiên cứu tình hình sông Vị Hà. Một đoạn đê sông này bị hư hại do ảnh hưởng của thiên tai đang đe dọa gây nguy hiểm cho nhiều ngôi làng gần đó. Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ đạo các doanh nghiệp xương sống tới hỗ trợ khẩn cấp người dân tại vùng thiên tai. Tính đến nay, 19.900 tấn dầu ăn, 19.700 tấn sản phẩm sữa, 3.740 tấn gạo và 18.900 tấn bột mì đen đã được vận chuyển tới Hà Nam. Đến 15 giờ chiều ngày hôm nay, 1.200 nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới hỗ trợ Hà Nam với các thiết bị chuyên nghiệp giúp tỉnh này thoát nước, nạo vét và dọn dẹp sau lũ. Tổng công ty lưới điện nhà nước Trung Quốc đã cử hơn 20.000 kỹ thuật viên từ 24 công ty lưới điện cấp tỉnh đến các khu vực lũ lụt ở Hà Nam để tiến hành sửa chữa khẩn cấp suốt ngày đêm. Đến chiều qua, gần 60% nguồn cung cấp điện của Trịnh Châu đã được hồi phục và gần 80% nguồn cung cấp điện của tỉnh Hà Nam đã được sửa chữa. Cơ quan cấp nước Trịnh Châu cũng đang đẩy mạnh nỗ lực sửa chữa các công trình cấp nước. Hiện tại, 90% nguồn nước cấp ở Trịnh Châu đã được hồi phục. Trung tâm khí tượng quốc gia NMC của Trung Quốc sáng qua tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh khi bão số 2 sắp đổ bộ vào nước này. Dù vừa hứng chịu trận lũ lụt lịch sử gây nhiều thiệt hại, đây là cơn bão thứ 2 trong năm, dự kiến sẽ đổ bộ trước tiên vào các khu vực phía bắc của tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào 2 ngày tới. Thiên tai năm 2022 tiếp tục diễn biến phức tạp và dị thường. Thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường đầu tư cho công tác dự báo quan trắc.
Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 người dự. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường đầu tư cho công tác dự báo quan trắc. Nằm ở hạ nguồn của sông Ba, đại diện tỉnh Phú Yên phản ánh số lượng trạm quan trắc trên lưu vực sông còn ít, do đó cần tăng số lượng trạm quan trắc ở thượng lưu sông Ba để tăng khả năng dự báo, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nói. Cần có công nghệ tính toán dự báo lũ đến các trạm quan trắc cũng như các hồ chứa từ lượng mưa đo được hoặc từ lượng mưa dự báo và điều hành xả lũ ngay. Không chờ đến khi lũ đã tập trung mới điều hành xả lũ. Đại diện Bộ Công Thương cho biết bộ này đã yêu cầu các chủ đập thủy điện tổ chức quan trắc, thu thập thông tin khí tượng thủy văn để chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, tham gia cắt giảm làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Đối với các hồ khu vực tỉnh Phú Yên trên lưu vực sông Ba, các hồ đã thực hiện giảm lưu lượng xả, mực nước hồ lớn hơn mực nước dâng bình thường nhưng thấp hơn mực nước lũ thiết kế. Hiện nay, việc vận hành điều tiết lũ của các hồ chứa vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác chỉ đạo điều hành, Bộ Công Thương nhận thấy phát sinh nhiều khó khăn bất cập. Cụ thể, một số nội dung quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện tại Nghị định số 114/2008 NĐ-CP đến nay đã bộc lộ những bất cập cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số nội dung quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa rất khó triển khai thực hiện, không bảo đảm được các mục tiêu về an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và kém hiệu quả trong sử dụng tài nguyên nước quốc gia. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, với việc vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, trong các năm vừa qua, các hồ trong quy trình đã tham gia cắt giảm đỉnh lũ từ 30-98% tùy từng cơn lũ, cắt giảm tổng lượng lũ từ 30-80% tổng lượng lũ. Một số cơn lũ cắt được 85-92%. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục rà soát, dự kiến trước mắt sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành một quyết định điều chỉnh chung, trong đó sẽ sửa đổi một số điều của các quy trình vận hành liên hồ trên một số lưu vực sông để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, bất cập chung của các quy trình, đặc biệt là bổ sung cơ chế phối hợp vận hành, cung cấp thông tin, dữ liệu, ông Trần Hồng Thái nói. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.